Xin chào mừng quý vị và bạn đã đến Vlog Chuyện Bóng Đá của chúng ta tuần này. Và hôm nay, đội bóng mà tôi muốn nói tới đó chính là vừa qua đội tuyển Việt Nam đã có một trận giao hữu với đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Trước một Đài Bắc Trung Hoa chủ động chơi phòng ngự, phong tỏa mọi con đường dẫn tới khung thành của mình bằng số đông lực lượng, hàng công của đội tuyển Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn. Một năm trước, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng liên tục được nở nụ cười tươi rói trên sân Mỹ Đình khi các học trò đè bẹp Đài Bắc Trung Quốc với tỷ số là 4-1. Nhưng hôm nay, ông đăm chiêu cau mày suốt 90 phút ở sân hàng đấy. Hôm nay, nếu không có bàn gỡ đầy may mắn của Công Vượng ở phút thứ 88, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận một thất bại đáng xấu hổ. Sau khi ghi được bàn thắng này, thì dư luận lại có hai ý kiến trái chiều nhau. Một bên thì cho rằng Công Vượng ghi bàn là quá may mắn, còn một bên thì cho rằng, đây, tôi thắt ông ký được 10 người mà sút được như thế đấy. Cái này người ta gọi là sút chiến thuật, hiểu không? Là mình chơi giống như là chơi bi-za vậy đấy, sút A băng, sút trúng người này là văng vào gôn. Đấy là người ta gọi là chiến thuật, không biết cái gì hết. Người ta có thể trách những Trọng Hoàng, Tấn Tài, Hồng Duy đã quá vô duyên song với cương vị của một huấn luyện viên trưởng. Chính huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng mới là người đáng bị đặt vào dấu hỏi. Sau khi chứng kiến sự bế tắc của các cầu thủ áo đỏ, không ít cổ động viên đã chỉ trích Nguyễn Hữu Thắng ở cả cách dùng người lẫn những tính toán chiến thuật. Và điều này là hoàn toàn có cơ sở. Đành rằng ông Nguyễn Hữu Thắng có thể đổ lỗi cho mặt sân đất ruộng tại sân hàng đấy gây ảnh hưởng tới lối chơi của đội tuyển. Nhưng rõ ràng chiến lược gia người Hà Tĩnh đã có phần kém linh động khi chỉ đạo các học trò đá ban bật từ đầu đến cuối dựa trên nòng cốt Hoàng Anh Gia Lai mà không đưa ra một phương án đột biến nào hơn. Nói về mặt sân ruộng thì một số người đã lên tiếng cho rằng, này, nói mặt sân đất ruộng là đang xúc phạm mặt sân đất ruộng nhá. Tại sao nói như vậy? Tôi nói thật với các ông chứ, ngày xưa tôi đi đá banh, cái mặt sân nó còn tệ hơn cái sân này nhá. Nó nào là trồng lúa, trồng khoai, trồng mì, trồng sắn, rồi ổ voi, ổ gà, đủ thứ. Thế mà bọn tôi vẫn chạy liên tăng tăng 50 km/h. Bàn thắng phải nói là bằng giỏ mang ra đựng nhá. Làm sao mà đẹp như cái sân bây giờ được mà kêu là mặt sân đất ruộng. Trước đó huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng có lẽ đã sai khi đặt niềm tin vào Trọng Hoàng, Tấn Tài, những cầu thủ vốn dĩ chẳng có phong độ cao thời gian gần đây ở V-League. Tuấn Tài thì tỏ ra khá vô duyên, quá mức trước khung thành. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng vẫn thụ động và phải đợi đến phút 82 mới để cầu thủ này ra sân thay bằng Đình Đồng. Trong suốt 90 phút, không ít lần huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng ra sát mép biên để chỉ đạo học trò. Nhưng sau mỗi lần chuyển bí kíp, các học trò vẫn chẳng thể thi đấu khởi sắc hơn. Chưa kể là hàng thủ đã mắc sai lầm tai hại và để Đài Bắc Trung Hoa ghi bàn mở tỷ số. Sau bàn thua đầy bất ngờ của đội tuyển Việt Nam, một số fan hâm mộ mắt nhanh hơn não thì cho rằng đội tuyển Việt Nam thua bàn này chắc chắn là có nội gián ở bên kia. Họ để ý rằng có một chàng trai trên sân có mái tóc màu vàng rất giống một ca sĩ Việt Nam và họ kết luận rằng đó chính là Sơn Tùng MTB. Sơn Tùng MTB sắp tới có một buổi offline bên Hàn Quốc, nhưng chắc chắn anh sẽ không sang Hàn Quốc mà bay thẳng qua Đài Loan để tập trung với đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Đấy là những thằng ngáo đá nó sẽ nói như vậy. Còn tôi thì tôi tin chắc rằng Sơn Tùng MTB không biết đá banh. Trước trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã rào trước giới truyền thông. Đài Bắc Trung Hoa đã qua một trang mới, họ đã trẻ hóa đội hình rất nhiều. Hôm tới, chúng tôi sẽ phải đá trên sân nhân tạo trên sân khách. Mặt cỏ của VFF cũng là nhân tạo nhưng không đủ thích nghi. Lượt bay còn rất mất sức, ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi. Hôm nay, Đài Bắc Trung Hoa có sang trang mới hay không? Hay vẫn yếu đuối hệt như năm ngoái, các cổ động viên ai xem cũng thấy được. Và tới khi chính thức đá vòng loại Asian Cup, chưa biết chừng, ông Nguyễn Hữu Thắng lại lấy những yếu tố khách quan ra để đổ lỗi cho những kết quả không như mong muốn. Hay có khi nào huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đang giấu bài trước Đài Bắc Trung Hoa? Nếu thực sự là có bài để giấu, có lẽ vị thuyền trưởng xứ Nghệ An đã không phải căng thẳng và đăm chiêu đến như thế. Tất nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng chẳng cần đến một bàn thắng rùa của Công Phượng để cứu vãn một trận thua xấu mặt. Hôm nay, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã được Công Phượng cứu một bàn thua trông thấy. Nhưng ngày mai, chẳng biết ông sẽ lấy ai để nương tựa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video chuột bóng đá của mình.
Hãy xem đó là một clip vui giải trí cuối tuần và cập nhật những tin tức mới nhất về bóng đá. Nhớ subscribe kênh YouTube của Trộm Bóng Đá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bố lên trường nhá. Trường ơi, đang hay cái gì? 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 Trường ơ